Cũng nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, thu hút sự tham gia đông đảo của bà con khu dân cư. Đến chung vui với bà con có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lê Văn Minh. Thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, cán bộ và nhân dân phường Hòa Thuận Tây đã đồng lòng đồng sức thực hiện các nội dung của các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh. Đến nay, quỹ vì người nghèo của phường đạt hơn 1 tỷ đồng, từ đó triển khai xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Khi dịch COVID-19 bùng phát, người dân trên địa bàn phường cũng nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Trong không khí hân hoan sôi nổi, ngày hội đại đoàn kết ở phường Hòa Thuận Tây được tổ chức ngắn gọn nhưng trang trọng và đầm ấm. Trong khuôn khổ của ngày hội đại đoàn kết, phường Hòa Thuận Tây còn tổ chức trưng bày các gian hàng Việt, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.